thương mại cổ phần Á Châu ACB. Đối với ACB thì đây là năm thứ 30 trong hành trình hình thành và phát triển của chúng tôi. Và trong cái hành trình đó thì chúng tôi đã đồng hành cùng với HR Asia 5 năm để mỗi năm chúng tôi ngồi lại để cùng nhìn lại, cùng đánh giá, nhận xét và lắng nghe nhau để với những cái tiêu chí đánh giá của HR Asia về The Best Company to Work for in Asia để ACB có một cái cơ hội để luôn luôn được đồng hành và mỗi ngày một tốt hơn, xây dựng, duy trì và phát triển một cái môi trường làm việc mà có thể sự là sự hòa quyện giữa các yếu tố work, live, learn để chúng tôi có thể luôn luôn vẫn là chính mình, sống đúng và với những cái giá trị cốt lõi của những cái tổ chức mà chúng tôi đã gắn bó. Và hơn thế nữa thì chúng tôi tin là một cái môi trường làm việc tốt không chỉ là một cái môi trường để phục vụ cho mục đích kinh doanh của tổ chức mà chúng ta cũng còn có thể cùng sống với nhau và sự hòa hợp cùng phát triển của cả workplace, workforce, talent và leadership cùng với nhau để chúng ta cùng phát triển.